Xin mến chào cô chú bác anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ha. Và hôm nay vườn của em Phạm Nhi có lên giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây mai ghép giống đại lộc cánh sen nha cả nhà. Thì mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha cả nhà ơi. Thì không làm mất thời gian nữa ha, em mời gặp luôn em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào em Nhi ơi. Dạ em xin kính chào, em xin kính chào toàn thể các cô chú anh chị mình nha. Hôm nay thì em xin giao lưu nguyên lô đại lộc cánh sen nha cô chú anh chị. Rồi. Và cô chú anh chị mình nào muốn mua cho Tết thì nhanh tay nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi vô cái đầu tiên mã số 30 nha cô chú anh chị, 30H ha. Rồi. Một cái đại lộc cánh sen nha. Trời ơi nụ nè cả nhà ơi, ngon lành luôn cả nhà. Quanh được 14. Rồi. Quanh cũ 23. Cao 53. Tán ngang 50. Rồi. Rồi cây đại lộc cánh sen này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá chỉ 200.000 thôi nha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 31H là một cây đại lộc cánh sen tiếp nha. Nguyên lô đại lộc cánh sen. Đọc cánh sen thì nụ không có to như là đọc thường mình nha cô chú anh chị mình phân biệt giúp em nha. Để nụ không có nhiều hơn. Rồi. Bông nó thì rất là đẹp. Quanh được 17. Rồi. Tán khá luôn cả nhà ơi. Quanh cao 63. Tán ngang 57. Rồi, rồi. Cây đọc cánh sen này em xin giao lưu giá 250 nha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số mã số 32 ha. 32H. 32H là một cây đọc cánh sen tiếp. Đế rồi, đẹp. Có nụ nha cô chú anh chị mình. Có nụ chơi Tết nha cả nhà ơi. Có nụ nha. Quanh được 16. Rồi. Quanh cũ 26. Cao 59. Tán ngang được 62. Rồi, rồi. Cái này đọc cánh sen này em xin giao lưu giá 250 nha. Để đẹp. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 33H. 33H là một cây đại lộc cánh sen tiếp nha. Rồi hôm nay lên lô đại lộc cánh sen không nha cả nhà. Nụ rất là nhiều luôn cả nhà. Quanh rất là đẹp ba chân ha. Rồi. Quanh 13. Rồi. Quanh cũ 23. Rồi. Cao 51. Rồi. Tán ngang 44. Rồi, rồi cây đại lộc cánh sen này xin giao lưu giá 200.000 nha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 34H là một cây đại lộc cánh sen tiếp nha. Rồi đại lộc cánh sen nha. Yeah. Rồi, đó hôm số đi em. Hoành được 18. Rồi. Cao 54. Rồi. Tán ngang 55. Rồi, rồi cái đại lộc này cánh sen này em xin giao lưu giá 300.000 nha, tàn tròn nha cô chú anh chị, quanh to nha. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo mã số 35H là một cây đại lộc cánh sen tiếp. Rồi. Nụ có nha cả nhà, cây nào cũng có nụ hết cả nhà ơi. Quanh được 14. Rồi. Cũ mình được 22. Cao 66. Rồi. Tán ngang 40. Rồi. Rồi cái đại lộc cánh sen này em xin giao lưu giá 200.000 nha. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 37H là một cây đại lộc cánh sen nha. Rồi. Rễ cũ rất là bự nha cô chú anh chị. Rồi, đã không số luôn em. Quanh được 21. Nụ có luôn nha cả nhà, nụ rất là nhiều. Quanh luôn. Quanh cũ 43. Rồi. 43 luôn nha. Cao 65. Tán ngang 60. Rồi, rồi cây đại lộc cánh sen này xin giao lưu giá 350.000. Đổi cây luôn em ơi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 38H là một cây đại lộc cánh sen tiếp nha. Rồi, nụ có nha cả nhà. Nụ khá là ok nè cả nhà. Rồi, đó không số luôn em. Quanh được 14. Rồi. Cao 55. Tán ngang 41. Rồi. Rồi, cây đại lộc cánh sen này xin giao lưu giá 200.000. Rồi, ok. Rồi, mã số 39H. Một cây đại lộc cánh sen tiếp nha. Rồi, nụ khá là ok nè cả nhà. Nụ rất là nhiều nha cả nhà ơi. Yeah. Rồi. Quanh được 12. Nụ à. Cao 58. Tán ngang 60. Rồi. Lọc cánh sen này xin giao lưu giá 200.000 nha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 40. 40 rồi cây đại lộc cánh sen cũng là cây cuối clip của em nha. Rồi cây này ghép được 3 bo nha cả nhà. Nụ khá là ok nha. Mấy cái này mình mua về mình lấy bo ngon nè. Bo già hết nha cả nhà. Quanh 15. Rồi. Quanh cũ 29. Rồi. Cao 62. Rồi. Tán ngang 49. Rồi, rồi. Cây đọc cánh sen này xin giao lưu giá 250.000 luôn, cây cũ của em luôn. Rồi. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip và ủng hộ em hết clip này nha cô chú anh chị mình. Rồi, cảm ơn cũng xin chúc quý cô chú anh chị mình một ngày làm việc thật là vui vẻ nha. Đây, em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Nhi trong các clip trước cũng như là clip này ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cái nào thì mình ủng hộ cho dùng của em Nhi nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.